Dạ em chào các bác ạ. Hôm nay em lên sóng ba con súp ha. Đây là những con súp hàng bãi của Nhật này, Pioneer và hai con Yamaha. Đây những con này trong đang trong tình trạng là nhiên xì 100% ha. Đó, em vừa về tới cũng như là vừa khui luôn. Đây em sẽ khui mặt cái căng ra. Những chiếc cái căng này còn rất là đẹp này. Đó có logo Yamaha này. Đây là con Yamaha model là SW90. Còn con này là con Yamaha 50 này. Đó, những chiếc này cái căng này em đã khui sẵn rồi ha. Vì chỉ việc bóc ra thôi. Đó. Ba con ha, hai con đang trong tình trạng là gần còn zin, còn con SW50 này, con này là model 50 ha, mã 50 này. Đó, còn đang trong tình trạng là gần bị mục rồi. Những cái gân này em đã đi thay xong, bác nào mua em thay xong ha. Đó, cái gân là bình thường. Gân bình thường ha, không ảnh hưởng gì đến chất âm hết. Đó, thậm chí là những cái loa hàng trăm triệu họ vẫn thay gân bình thường ha. Tầm trăm triệu và chục triệu, hàng trăm triệu luôn, họ vẫn thay gân bình thường, không ảnh hưởng đến chất âm quý vị ha. Con này một gân là em sẽ thay sau, nếu mà bác nào mua em sẽ thay gân sau ha. Còn đây là con Yamaha SW90 này, con này gân zin, đây mã của nó đây, SW90 ha. Bát 20 này, bát 20, màn là màn giấy được tẩm dầu ha, được tẩm lớp dầu. Còn cái này gân cao su zin luôn này. Còn con này là bát 18 ạ, bát 18 ha, mà đánh rất uy lực, đánh không thua kém gì bát 20 đâu ạ. Còn con Pioneer, model là SW05, nó được sử dụng hai bát thật ha, hai bát thật 16 này, màn là màn giấy bóng này, màn giấy bóng quý vị ha. Gần bên trong luôn, gần còn zin. Lốt hơn ở phía trước này, đây là nút nguồn, nút đảo pha này, không độ chỉ đến 180 độ này, nút vô lin và nút cắt tần số này. Rồi các bên đây cũng vậy, đây là nút nguồn này, nút cắt tần số và nút vô lin này. Còn Yamaha này cũng vậy, 50 ha, nút nguồn đây. Nút cắt tần số và nút vô lin này, to nhỏ đây ha. Là đầy đủ nút hết. Rồi và em sẽ giới thiệu sơ sơ qua một tí, rồi em sẽ tháo rụt cam bên trong ra cho các bác xem loa ha, xem loa cũng như là xem vị phân tầng. Còn về mặt sau này, mặt sau tương đối là đẹp ha, ba con đẹp này. Đó, mặt sau của con Pioneer trước ha, Pioneer model là mã là SW05K. Đó, con này hàng của Nhật xịn ha, điện 100V này, 100W điện tiêu thụ điện, điện năng là 100W ha, tiêu thụ điện đấy. Pioneer này, đây là đường vô bằng cầu loa, đường vô cầu loa ha, chứ không phải là đường ra loa vệ tinh quý vị ha, vì đây là dòng súp điện mà, chứ không phải là dòng súp 5.1 ha, nên nó sẽ không có ra đường cầu loa. Đó, đây là đường vô thôi. Còn tiếp đến là con súp của Yamaha SW90. Đó, con này mã 20 ha. Model của nó đây. SW90 này cũng là điện 100V, 65W điện tiêu thụ và made in Malaysia, đó dòng của Nhật xịn ha. Nó được lắp ráp tại bên Malaysia. Đó, cũng đầy đủ cổng ăn chơi. Con này là con 50 này, SW50, điện 100V luôn. 44W điện tiêu thụ. Đó, model là IST SW50 ha. Đây dòng xịn của Nhật hết, mang dòng điện 100V. Rồi và ngay sau đây em sẽ tháo rụt cam từng loa ra để cho các bác xem này. Rụt cam bên trong cũng khá là gấu ạ. Đây em sẽ tháo con Pioneer trước ha. Đó, những cái con Pioneer này mình chỉ việc tháo 4 ốc ra là nó ra rồi ha. 4 ốc 4 đầu này. Đó cũng rất là dễ tháo quý vị ha. Tháo bốn ốc cũng bốn cạnh nó ra hết rồi. Đây là cổ loa này, đấy cổ loa cực kỳ khủng luôn. Cổ loa này cổ loa hai tầng nhện ha, tầng nhện bên trên này, bên trên là một tầng này, và một tầng bên dưới này. Đó, con này cực kỳ khủng luôn, nhện của nó cũng khủng ghê ha, hai tầng nhện này. Đó, bát của nó rất cực kỳ dài, xương là xương mũ này. Đó, côn cũng tương đối là to ha, bát 16 mà côn như vậy là to lắm rồi. Đó hai tầng côn luôn, tầng trên và tầng dưới ha, đấy, lớp côn của nó này cực kỳ là dày, và lớp từ đây. Đó, từ đôi, từ nó cũng tương đối là to và dày ha. Còn đây là đường cầu loa này. Đó, đây là một loa ha, còn loa bên đây. Con này cũng khá là khủng ấy. Đó, cái cổ từ nó này. Hai loa đều như nhau cũng như là hai loa đều là loa thật hết quý vị ha, không có phải loa cộng hưởng đâu ạ. Đây từ này. Đó, loa này. Đó, tương đối là to. Đó, hai tầng nhện, hai tầng côn ha. Bên đây một tầng này. Đó, hai loa đều như nhau, cấu hình như nhau ha. Đó, đẹp xịn luôn. Đó, loa cực kỳ đáng quý vị ạ. Này, nhìn nó như là trái bom đó, chế độ đạn đấy. Rồi bên trong phân tầng này, em sẽ quay phân tầng bên trong quý vị xem. Đó, bên trong là cái mặt của nó ha, mặt điện cũng như là những cái con nguồn chở này, con tăng phô hình vuông này, để cũng tương đối là gấu. Mặt điện của nó rất là dài ha, to bự. Đó, đây là súp Pioneer này, model đây. SW05 ha, hàng này hàng Nhật xịn, điện 100V, hai bát thật 16 này.
là những cái cổ nó không là đủ tiền quý vị ha, rất là khủng khiếp luôn. Đánh cho phòng 20 mét vuông nó lại ha, đánh phòng 20 thôi, bởi vì bát có 16 mà bát đôi 16 nên nó không có được đánh bạo lực như là những dòng bát 30-40 ha, nên mình đánh phòng khiêm tốn thôi, khoảng 15 hoặc là 20 mét vuông nó lại là đánh là nghe vừa rồi, nếu mà to có đánh nó sẽ loạn. Rồi và giá của cái con súp Pioneer này là 3 triệu đồng ha, là 3 triệu đồng một con này. Đó, hàng em sẽ bao ship 100% luôn. Rồi và tiếp theo em sẽ tháo ruột gan của con Yamaha SW90 này. Đó, súp Yamaha này màng còn khá là đẹp nữa quý vị. Màng đẹp gần zin ha, gần còn zin luôn này. Màng giấy bóng ha, được quét một lớp keo chống thấm nước, chống ẩm ướt á. Nên nó màng nó còn rất là đẹp và cũng như là mình cũng dễ vệ sinh ha. Con này nó hơi cứng một tí. Đó, đây là cụ từ của nó ha, dòng Yamaha, những cái dòng súp từ nó rất là gấu, cũng là từ đôi luôn. Đây là Yamaha này, nó có một cái mã số ha, mã số cụ từ là 6 ohm Indonesia ha, là dòng được ráp tại Indonesia, cũng là đồ của Nhật xịn hết quý vị ha, đồ Nhật xịn luôn. Đấy, côn nó tầm khoảng 38 này, bát 20 con 38 ha, từ đôi này, từ cũng tương đối là to bự. Còn về màng loa này, màng cũng đẹp ha, màng đẹp luôn, màng bóng này còn gân mút còn zin ha. Đó, dòng này dòng zin luôn. Đó là cổ từ. Còn về mặt phần tầng bên trong này, bên trong nó được trang bị một cái lớp hộp bằng mũ ngăn bên trong rồi, nếu mà mình muốn xem thì mình phải mở đằng sau ra quý vị ha. Đó, mặt bên trong của nó đây, nó cũng tương đối là to và tương đối là dài đấy, bởi vì cái hộp mũ em thấy nó rất là dài. Đó, súp IST SW90, con này nó bát trầm sâu cực kỳ luôn này. Đó, con này sẽ có giá là 3.500.000 quý vị ha, 3.500.000 này. Đây là cụ từ của nó đây. À, lỗ thông hơi này, cái con còn đẹp ha, cái con còn đầy đủ cũng như là còn đẹp luôn. Rồi giá là 3.500.000 con súp IST 90 này quý vị ha. Đây là mã model của nó này. Đó, model ha, hàng này hàng zin xịn cũng như là hoạt động bình thường, em sẽ bao hoạt động bình thường và zin xịn cho quý vị luôn ha. Rồi và xem đây nữa này, là một con súp cuối cùng là IST SW50, con này đang trong tình trạng là một cân. Em sẽ tháo cổ từ ra luôn để cho quý vị xem này. Con này mình cũng chỉ việc tháo bốn ốc ra là mở được cái cổ từ nó ra rồi quý vị ha. Nó cũng rất là dễ tháo. Đây là cổ từ nó này. Đó, con này từ bọc từ ha, cũng là trợ kháng 6 ohm này, Yamaha. Đây là mã số của cổ từ này. Đó, súp 6 ohm ha. Còn trên màn nó có một cái lớp in cái mã số màn này, thông số màn này. Đây, cũng là con này tầm khoảng 32 ha, con 32 hoặc là 33. Đó, nó nhỏ hơn con bắt kia một tí. Bát này là bát 18 này, tình trạng là gân mục hết rồi. Còn màng zin ha, màng zin và nhện zin này, côn zin hết. Nó quan trọng nhất cái côn ha, còn cái gân này không quan trọng quý vị ha. Nó mình thay nó đánh như hay như zin bình thường. Thậm chí là nó còn hay hơn zin nữa, bởi vì cái gân zin đó lâu ngày nếu mà nó không mục nó sẽ khô và nó sẽ cứng cái gân, đánh bát nó sẽ rất là cứng ha. Còn mình thấy cái gân xịn vô là nó mềm cái gân, rồi đánh bát nó sẽ ra cái tiếng chất âm nó mềm hơn. Cụ từ của nó này, từ 7 màu ha. Còn sườn sơn màu xanh quân đội này. Nó dòng xịn của Nhật luôn. Loại này là bọc từ này. Còn về bên trong, em sẽ có bên trong cho quý vị xem này. Đó, bên trong mặt của nó đây ha, cũng tương đối là dài và to. Hai tụ độc gồn này. Và chạy được hai con sò than nhỏ bên trong này, hai con sò than bên đây ha. Của tụ độc gồn ở bên đây này. Đó. Tương đối là nhiều linh kiện, mặt gồn nó cũng nhìn sắc sảo và khôn ha, nhiều linh kiện đấy. Rồi và em sẽ báo giá luôn ha, con súp Yamaha SW50 là 2.500.000. Đó, 2.500.000 ha, là em sẽ thay gân cho quý vị luôn. Em sẽ thay gân xịn luôn ha. Đó, 2.500.000 là mình chỉ việc mua về mình xài thôi. Và tất cả những cái giá trên là em chưa bao ship quý vị ha. Ship những cái con này tầm khoảng 80-100.000 tùy theo xa gần, cũng như là tận ra Bắc luôn mới tầm khoảng 100.000 thôi ha. Đó. Đây là những ruột gan của ba con súp em vừa khui cũng như là vừa về tới này. Đó, con nào cổ cũng gấu hết, cũng khủng hết. Con này là SW90 này, cổ cực kỳ khủng luôn, to ha, từ đôi luôn. Đó, hàng zin xịn, zin cả gân luôn ha. Rồi con này Pioneer này. Đó, hai cái cổ từ nó này, hai tầng nhện này, hai từ đôi. Đó, đều là bát thật hết quý vị ha, không có bát nào cộng hưởng đâu ạ. Lỗ thông hơi rất là to nằm ở bên trên. Đó, nguồn này nút tần số này, nút volume này, nút alpha này. Đó, đầy đủ hết ha. Rồi, và giá cả em cũng báo giá trong clip rồi. Mọi chi tiết xin liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship ở toàn quốc. Và em xin cảm ơn, em xin kính chào tạm biệt ạ.